Rồi bây giờ mình sẽ thử mình test lại pin nha anh em. Chiếc test pin mà ngay lúc bão gió quá nó test nó hơi fail. Giờ mình test lại ngày bình thường nha. Con này chuyên gia bị compass. Chứ nó bị cái giống gì nữa. Rồi lắm. Mà bay cũng phải bây giờ chờ điểm GPS thôi. Pin đang là 100% mà điện áp đang là 4,22V. Nó bắt GPS lâu một cái lâu luôn á. Home point okay. Updated. Rồi. Trời ơi, chấm đi. Nó không có giữ vị trí ổn lắm đâu. Take off. Home point updated. Ok. Nhìn chung thì nó cũng không có đến nỗi nó quá tệ. Nó cũng còn được lắm. Lắc rồi đảo vòng thôi. Cái hình nó thu về thì nó mờ giống như là chất lượng 144B vậy đó. Bây giờ là bay test thời gian bay của pin. Có hai ba chiếc máy cài đang chạy qua. Chơi mini 4 cái quen rồi giờ chơi con mini 1 này cái hình nó mờ mất rồi lắm. Còn pin này là pin 2750 mAh. Cục pin này là cục pin của mini 4 Pro. Mini 4 Pro thì cũng như mini 1 thôi, cũng không khác gì nhau hết. Nhưng mà cái body của con Mini 4 Pro thì nó nặng hơn cái body của con Mini 1. Mà nặng hơn, body nặng hơn mà nó bay con Mini 4 Pro nó được 30 phút thì chắc chắn là nếu mà bay trên body con Mini 1 thì nó phải hơn 30 phút. Tại vì body Mini 1 nó nhẹ hơn nhiều luôn. Mini 4 Pro thì body nó nặng hơn, còn con này thì body nó nhẹ hơn, sát máy. Tại vì á, nó xài cục pin zin của nó đó, là cục pin bằng sắt á, nó nặng lắm. Mà nguyên hết tổng thể luôn là nó có 249g à. Không, trong khi con Mini 4 Pro á, nó cũng 249g. Nhưng mà cục pin nó phải nhẹ hơn. Tức là cục pin nhẹ hơn thì cái body nó phải nặng hơn đúng không? Body máy lúc nào nó không phải nặng hơn, tại nó tùm lum đồ chơi chổng cho nó nặng hơn. Nó nặng hơn mà cục pin nó vẫn kéo được. Nó kéo được 30 phút thì con này cái body nó nhẹ hơn thì nó phải lâu hơn rồi. Theo lý thuyết là vậy đúng không? Nãy giờ mới 92% mà. Còn im lắm. Bay đi, có rảnh bay đi. Mini 4 đó. Bay sao đừng đâm tôi được rồi. Tôi bay test pin đừng có đâm tôi là được. Bởi vì quê bay con này bay cả cây số luôn á. Bay thẳng ra ruộng bay cả cây số luôn, không sợ lụm xác luôn mà. Bay vô tư luôn. Nhưng mà cái con này là kiểm tra kỹ hết nữa, nghe dán keo rồi kia rồi mấy đồ kiểm tra đồ mở ra coi máy rồi trơn mới dám bay á, chứ lúc mới về không dám bay đâu. Tại cái thằng bán trước đó là nó bán nhưng mà nó nói là bay ok, nhưng mà về mở ra cái máy thì thôi trời ơi quá trời nát ở trong luôn. Rồi phải tinh chỉnh rồi chỉnh sửa rồi lại mới dám bay. Dặm pin cuối cùng nha anh em. 9% rồi, điện áp là 3.16, 3.17 nha. Nhiệt độ đang là 44 độ C. Nãy giờ bay mỏi tay luôn mà vẫn chưa hết pin. Không, công nhận bay lâu thiệt luôn, bay lâu thật sự luôn. Giờ còn 8% mà bay hoài chưa thấy đáp. Bay khi nào mà nó không bay được nữa thì hãy đáp nha. Lúc đó mình mới biết là nó chính xác là bao nhiêu. Còn giờ còn bay được là cứ bay hoài á.
Ai nó hút vô cái cây, trời ơi thiệt luôn, quýu quá trơn. Mấy con đời cũ là hay có cái vụ mà lái không kiểm soát gì đó, tức là cái bộ mà điều hướng của nó dẫn hướng không chính xác, nó dẫn hướng tầm bậy bạ không à, khó chịu lắm. Đâu có, tôi hạ đó, chưa hạ mà thắng coi không, thắng mà nó lạng không, nó thắng nhưng mà nó thắng không có ngay. Cái tới là nó đã lạng qua bên rồi. Thì tới cái nó không đi thẳng đường được, phải mình lùi này kia đồ khó lắm, lùi rồi rất là khó lùi, không dám lùi. Rồi, sắp sập CB rồi, 5% rồi, nó báo hạ cánh này. Con này là nó báo hạ cánh là nó hạ luôn nha, nó không có giữ được giống như mấy con kia nha, ngộ đời vậy đó. Landing. Đó, hạ được nó hạ hoài luôn vậy đó. nó không có dừng lại được, nó hạ hoài vậy đó. Là phải đẩy ga gì hoài nè, phải bơm ga hoài thì nó mới chịu đi đứng chứ, mà không là nó cứ ép hạ hoài. 3% nè, 3V. Để coi có bay đỡ hơn đợt trước không. Đợt trước bay ở dưới quê gió quá, rồi không biết là nó thời gian bay nó không chính xác. Đợt trước bay được 33 phút liên tục, bay dưới quê mà gió lắm kìa. Để coi đợt này có bay được hơn không. Nó giữ ra hoài luôn, giữ miết ra hoài đó, buông ra xuống chứ không tự đứng lại giống như mấy con đời mới. Con đời mới mà quơ dưới bụng nó là nó tưởng có cái gì ở dưới cản á, rồi nó ép hạ rồi, hạ luôn nè, đẩy mít luôn không lên luôn. Ok, hết pin luôn rồi đó. Bây giờ coi giờ là bay được bao nhiêu phút. 35 phút được. Thử một cục benzin nhưng mà cứ mỗi lần tắt là nó phải quay này, chả hiểu tại sao nó phải gì luôn. Nó cũng dễ ăn không biết nổi. Giờ bay thử cục benzin coi từng 100% xuống 0% coi là nó bay được bao nhiêu phút. Cục độ nãy bay được 35 phút, cục này 92 lần sạc. 92 lần sạc nó mới đúng nha, tại vì nếu mà không phải 92 lần sạc mà là 1-2 lần sạc là không có đâu. Năm 2024 rồi, cái máy ra đời chừng 3 năm trước rồi mà pin 1-2 lần sạc là chỉ có tua dòng sạc thôi, chứ làm gì có pin zin nào mà tới giác này mà còn 1-2 lần sạc. Mẹ nó pin tồn kho hả, pin tồn kho cũng không có hết nữa đâu, ta cũng bán hết chứ ai mà để làm gì, đúng không? Đó, bởi vì pin mà 1-2 lần sạc thì thôi dẹp đi, pin nó còn là pin tua dòng sạc không đó. Còn pin mà đúng là nó cũng phải cả gần cả 100 lần sạc là ít nhất, ai chơi ít lắm cũng phải 50-60 lần sạc. Rồi cất cánh lên không, cán của benzin vô cất cánh nó hơi ì ha, đề ba nó hơi chuối. Gọi giờ bay tới thời gian bay nha. Ok, bay loạn vòng đi, rồi bay đi, phải này gán bay bình tĩnh nha, bay bình tĩnh nha, chậm thôi. Bay tết pin là bay chậm thôi, bay chừng 10 cây số trên giờ thôi, bay thấp rồi qua đám cây này. Thằng quen với mùi không khí vậy. Mười 17% nha anh em, này là benzin nha. Benzin mình sẽ coi điện áp của nó, coi nó sao ha. Ở 17% nó sẽ là 3,33V ha. Nói chung thì pin 18650 thì anh em thấy điện áp nó rất là đều. Tại vì pin này dạng nồi đồng có đá mà, nó bay nó xèo nó đều lắm, không có nên nổi, nó bị battery level is low. Nó ít khi bị aircraft will return to the home point in 10 seconds. Nhưng mà anh em thấy là nhiệt độ bay nó rất là cao nha. 53 độ. Khi mà nó gần tới cuối chu kỳ xả, nó xả gần về không á, nó có thể lên tới 60 độ luôn nha, rất là nóng luôn. Nóng mà mình cầm ra cái cục pin, mình cầm trên tay mình cảm giác mình gác tay á, tại vì nó quá nóng á, nóng quá. Còn cell lipo thì nó sẽ mát hơn cái cell lithium ion 18650 nha. Mà nhiệt độ càng cao thì cái thiết bị của chúng ta nó sẽ càng nhanh lão hóa nha. Nói chung thì cái cell 18650 thì thật sự nó không có thích hợp để mình chơi máy bay đâu.
nó dùng cho những cái mà đi dưới mặt đất, đi nhẹ nhàng, kiểu giống như tải không liên tục, tải thì có nghỉ á. Còn bay máy bay thì chúng ta phải tải liên tục, motor phải hoạt động liên tục, cho dù bay nhiều bay ít thì motor nó phải hoạt động liên tục. Mà hoạt động liên tục thì cái xeo này nó rất là nhanh nóng, và cái khả năng giải nhiệt của xeo thì nó rất là kém, vậy cho nên là độ bền nó sẽ không có đảm bảo. Mặc dù là xeo 18650 rất là bền, nhưng mà với nhiệt độ cao liên tục thì nó cũng không bền nổi, nó cũng sẽ rất là nhanh bị chai pin ha. Và khi chai thì thời lượng bay của nó sẽ giảm rất là mạnh luôn anh em. Bây giờ là 7% hết anh em, mình cũng sẽ cố gắng bay giống như ban nãy ha. Mình sẽ cố bay tới khi nào nó không thể bay được nữa thì mình mới thôi nha anh em. Rồi giờ còn 6% ha. Và mình sẽ cố gắng bay để xem coi là thời gian bay có được là bao nhiêu nha. 5% rồi nha anh em. Nó bắt đầu giảm độ cao rồi đó. Bắt đầu ép hạ cánh. Landing. Rồi mình cũng phải đẩy cái cần để giữ độ cao ha. Điện áp thì xuống cũng rất là thấp luôn. Và nhiệt độ thì 55 rồi. Khá cao. 3%. 3,22 luôn. 3,23 luôn. Giờ mình sẽ cố gắng mình giữ độ cao cho tới khi nào nó không thể bay được nữa nha. một phần trăm. Với cấu hình của pin 18650 thì ở 0% nó sẽ vẫn còn bay được nghe anh em. Tại vì hãng nó sợ chúng ta bay quá đà quá tây á, cho nên là hãng ở 0% nó vẫn cho phép bay nha, chứ nó không có bắt hạ cánh luôn giống như là cái pin của mình nha. Còn pin của mình do là pin lipo, ở những cái phần trăm cuối nó vẫn đủ dòng xả, cho nên mình vẫn có thể cho nó bay tới 0%. Rồi nó ép hạ luôn rồi anh em ơi. Ok, mình sẽ xem thời gian bay của nó nha anh em. Hai chục phút. Đúng 20 phút. Đấy là nãy tổng quãng đường bay là 5,24 km, 35 phút. Còn pin của hãng thì là 2,27 km, được 20 phút. Quá tệ. Nhưng mà nói chung là lại cục pin này nó cũng chai rồi, 9 mấy lần sạc rồi. Thì nếu mà còn mới chắc nó bay được cỡ 24 phút. Cỡ được 24 phút. Mà giờ nó chai, nó chỉ bay được có 20 phút thôi.